Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đúng 7 giờ 30 phút tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức quốc tang. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7. Chia buồn với gia quyến Đại tướng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xúc động ghi vào sổ tang, trong đó có đoạn viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh văn, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng, vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên và người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp và nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, vị tướng của nhân dân mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc." Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia đình Đại tướng. Trong đoàn còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đoàn còn có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim dẫn đầu đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng. Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục trên 80 năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ chiến sĩ toàn quân. Đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách của Đảng và Nhà nước, và ở bất cứ cương vị nào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cống hiến hết sức lực và trí tuệ cho đất nước, cho nhân dân. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.